Midjourney là một cái nền tảng AI giúp cho các bạn có thể đưa ra những cái gợi ý để cho cái nền tảng này nó tạo cho bạn những cái bức tranh, những cái hình đồ họa theo cái yêu cầu của bạn. Và những cái hình đồ họa hay những cái bức tranh đó nó được tạo ra bằng công nghệ AI. Hãy cùng xem những người ở trên Midjourney họ tạo ra những cái bức tranh như thế nào. Chúng ta có thể thấy được là ở đây là những cái showcase về community, showcase cộng đồng, và tất cả những cái hình này đều được tạo ra bằng công nghệ AI. Các bạn có thể thấy được hầu như con người không thể tạo ra được những bức hình này, hoặc rất là khó để có thể tạo ra được một cái bức hình có cái độ sáng tạo như thế này. Nhưng mà đối với AI thì nó hoàn toàn có thể. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước chúng ta sẽ cài đặt và sử dụng cái nền tảng Midjourney này để hỗ trợ cho cái công việc sáng tạo của bạn, cho các bạn có được những cái trải nghiệm cũng như là giúp cho các bạn nâng cao hiệu suất và kiếm tiền ở trên nền tảng Midjourney các bạn nhé. Thì trước khi vào chủ đề này thì hãy dành 3 giây và nhấn nút like video để chúng ta cùng bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay các bạn nha. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tài khoản Discord. Thì Discord là một cái nền tảng mạng xã hội cũng giống như là Telegram hoặc là Zalo thôi các bạn, nhưng mà nó phổ biến và thịnh hành ở nước ngoài, và cấp độ của bảo mật của Discord cũng khá là cao. Chính vì vậy nên là rất là nhiều nhóm uy tín ở nước ngoài họ sử dụng Discord để họ tạo ra những cuộc họp, những cuộc đối thoại ở trên này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo một cái tài khoản Discord. Thì để mà tạo một cái tài khoản Discord thì chúng ta sẽ sử dụng một cái Gmail mới hoàn toàn để tạo ha, và sử dụng cái số điện thoại Việt Nam chúng ta để xác thực. Các bạn vào cái tab mới và nhấn vào discord.com ha. Thì cái giao diện của Discord là nó như thế này, và chúng ta sẽ có thể sử dụng Discord ở trên trình duyệt như mình đang sử dụng ở đây, và chúng ta có thể sử dụng Discord ở Windows nếu chúng ta tải cho bản Windows về. Thì để mà tạo được tài khoản thì chúng ta sẽ nhập vào login các bạn, sau đó chúng ta sẽ nhập vào phần đăng ký. Ở đây chúng ta sẽ điền email chúng ta vào. Ở đây mình sẽ lấy một cái email của mình điền vào các bạn nhé. Rồi chúng ta dán email vào. Tên đăng nhập thì mình sẽ ghi là Thuật Hoàng MMO đi. Rồi mật khẩu các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu dễ nhớ các bạn nhé. Sau đó các bạn cài đặt ngày sinh của các bạn vào. Rồi các bạn kích vào là không bắt buộc, nhưng chúng ta cũng nhận những cái email từ Discord thì nó sẽ làm cho tài khoản chúng ta tốt hơn. Sau đó chúng ta nhấn vào tiếp tục. Ok, ở đây chúng ta sẽ lưu cái tên đăng nhập của chúng ta vào đây để lần sau chúng ta đăng nhập nó dễ nhớ hơn các bạn. Ở đây thì mình sẽ tích vào tôi là con người và giải cái captcha này. Ở đây chúng ta sẽ chọn những cái bông hoa mặt trời các bạn. Chúng ta sẽ chờ cái email xác thực gửi về hộp thư đến qua Gmail chúng ta. Ở đây Discord nó sẽ cho chúng ta một thông báo, thì ở đây chúng ta có thể tạo một cái mẫu riêng hoặc là tham gia một cái mẫu nào đó, đúng không ạ? Ok, chúng ta có thể tắt cái này đi. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chấp thuận những cái phần hướng dẫn của Discord nhé. Rồi chúng ta sẽ tạm thời tắt đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái hộp thư đến và tiến hành là gì ạ, xác thực cái email của Discord. Rồi sau khi chúng ta verify email xong rồi, chúng ta nhấn vào tiếp tục. Ở đây chúng ta đã verify xong rồi các bạn, và các bạn muốn cái tài khoản Discord chúng ta mà trớt hơn thì chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt cho người dùng. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào phần số điện thoại nữa là nó sẽ trớt hơn rất là nhiều. Ở trường hợp này thì các bạn có số điện thoại Việt Nam chúng ta sẽ thêm vào đây để có thể xác thực tài khoản mình nó tốt hơn. Còn ở cái giới hạn video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn verify email là đủ rồi các bạn. Sau khi chúng ta đã có được cái tài khoản Discord rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước thứ hai là chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web Midjourney.com các bạn nhé. Thì đây là trang web mà sử dụng công nghệ AI để tạo ra những bức tranh, những cái bản đồ họa. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn vào gì ạ, Join the Beta. Ok, thì khi mà chúng nhập vào đó thì chúng ta sẽ được có một cái lời mời tham gia cái nhóm Discord của Midjourney, và chúng ta sẽ chấp nhận lời mời này. Rồi chúng ta nhập vào hoa mặt trời ha. Rồi như vậy là chúng ta đang join vào nhóm Discord của Midjourney rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm chữ phi bỏ nó đi, nó chỉ là mục đích giới thiệu cho mình thôi. Vậy bây giờ chúng ta có thể thấy được là ở cái tab này, ở tab Midjourney này, nó sẽ có rất là nhiều cái mục, đúng không ạ, để chúng ta có thể lựa chọn, đúng không ạ. Thì đối với chúng ta là người mới thì chúng ta hãy nhập vào những cái newcomer room, đúng không ạ. Thì ở đây là những cái newcomer room. Với những cái room này thì chúng ta sẽ tiến hành nhập những câu lệnh để cho nó xuất ra cái file đồ họa, file thiết kế về hình ảnh cho chúng ta theo yêu cầu của chúng ta các bạn nhé. Ở đây ví dụ như mình nhập vào đây là newbie đi,
Ở đây sẽ có rất là nhiều cái yêu cầu của những cái người dùng ở đây, họ yêu cầu AI nó thiết kế, thì chúng ta sẽ cùng giải thích qua một vài cái chức năng ở trên cái giao diện này để chúng ta hiểu hơn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đi, đây là một cái bức tranh mà con Misery Boss nó đã vừa xuất ra chúng ta. Thì ở trên cái hình này nó sẽ có ba cái thông tin chính các bạn. Một là thông tin dòng lần mà người dùng ấy họ yêu cầu Misery nó cung cấp cho chúng ta cái bức hình này, đúng không ạ? Thì dòng lần này nếu mà mô tả càng chi tiết thì nó sẽ xuất ra cái bức hình càng chính xác cho chúng ta. Đây là hình ảnh mà Misery trả kết quả về cho chúng ta. Thứ ba nữa là hai cái dòng này, dòng U và dòng V. Thì dòng U nó có chức năng gì ạ? Dòng U nó có chức năng là upscale, có nghĩa là ví dụ như bạn muốn upscale cái hình số 1 này lên kích thước lớn hơn thì các bạn nhấn vào U1 thì nó sẽ tự động xuất ra cái hình số 1 này với kích thước lớn hơn. Chúng ta cùng nhập vào. Rồi chúng ta sẽ chờ một xíu nó sẽ xuất ra. Còn trường hợp nếu như chúng ta muốn là cái hình số 1 này tạo ra 4 phiên bản nữa, ví dụ như ở đây với câu hỏi này á, là nó xuất ra chúng ta 4 phiên bản để chúng ta lựa chọn, thì ở đây chúng ta có thể chọn V1 để gì ạ? Tạo ra 4 cái version cho cái hình số 1 này. Được chưa? Tương tự như với cái hình số 2 này, nếu chúng ta nhấn vào U2 thì nó sẽ xuất ra một cái hình chi tiết hơn và có kích cỡ lớn hơn cho cái hình số 2 này để chúng ta lưu về máy. Hoặc là chúng ta có thể nhấp vào V2 để tạo ra 4 cái version khác nhau của cái hình số 2 này để chúng ta tùy chọn thêm. Và cứ như vậy nó sẽ triển khai những cái hình để giúp chúng ta tạo ra và kiểm được cái hình mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta có thể refresh lại để nó tạo ra một cái bức hình mới ở trên này. Đó chính là cái cách hoạt động của con Misery này các bạn nhé. Vậy thì câu lần để chúng ta có thể gõ vào để chúng ta tìm hiểu chúng ta tạo ra được cái hình ảnh này là gì, đúng không ạ? Vậy thì câu lần này chúng ta có thể yêu cầu nó xuất ra chúng ta một cái hình ảnh là như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một câu lần mà cơ bản nhất, đó chính là câu lần search imagine. Quan search imagine và chúng ta nhấn cắt một cái ha, thì nó sẽ có thêm một cái từ prompt. Prompt này có nghĩa là gợi nhắc các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ yêu cầu nó viết chúng ta một cái logo đi. Chúng ta sẽ thiết kế một logo đi, logo healthy đi, đúng không ạ? Healthy tức là chúng ta yêu cầu nó viết một cái logo healthy. Simply main color, đúng không ạ? Main color là màu green, green, đúng không ạ? Màu xanh và màu xám. Ok, 4K. Rồi rồi chúng ta sẽ yêu cầu nó là 3D nào đi. Đó, 3D. Rồi, ok, khi mà chúng ta yêu cầu với cái câu lệnh này, chúng ta sẽ nhấn vào enter cái. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là đối với người dùng mới thì chúng ta cần phải chấp nhận những cái điều khoản dịch vụ của Misery. Còn những cái từ câu lệnh số 2 trở đi thì chúng ta sẽ không có cái này nữa. Thì chúng ta sẽ chấp nhận cái này. Ok, chúng ta sẽ tạo lại cái tin nhắn này các bạn. Chúng ta sẽ tạo lại tin nhắn này. Đó, chúng ta sẽ enter đó. Thì bây giờ các bạn có thể thấy được là cái yêu cầu của chúng ta ở đây các bạn. Yêu cầu chúng ta nằm ở đây và nó đang waiting to start các bạn. Đây, nó đang waiting to start. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ để nó sẽ tạo ra cái logo của chúng ta. Đây các bạn, đây nó đang quét để tạo ra cái logo của chúng ta rồi. Và khi mà chúng ta tạo ra được cái hình này và nó xuất bản ra chúng ta rồi á, chúng ta sẽ quay trở lại cái trang Misery này. Thì trang Misery này nó sẽ cho chúng ta login vào cái showcase. Đấy, showcase, đây là showcase ha. Và ở đây chúng ta có thể thấy là nút home. Phần home này chính là tất cả những cái mẫu thiết kế của mình ở trên gì ạ? Ở trên Misery mà mình vừa thiết kế. Ở đây hồi nãy mình thiết kế một cái hình là gì ạ? Con chó này chẳng hạn, thì nó đã xuất hiện ở đây rồi các bạn. Và chúng ta có thể xem hình ảnh này và tải hình ảnh của chúng ta về mà chúng ta không cần phải đi cuồn để tìm kiếm ở trên bên này nữa các bạn nhé. Chúng ta sẽ không cần phải cuồn để tìm kiếm ở bên này là mất công nữa. Hoặc là ở hình này thì cái lần trước mình muốn nó yêu cầu tạo một cái logo về sức khỏe chẳng hạn, đúng không? Có lá trà sân rồi, có màu sân và màu xám chẳng hạn, thì nó tạo cho mình một logo như này đấy chẳng hạn. Rồi ở đây cũng vậy, đây một logo nó tạo cho mình đấy các bạn. Đây nó tạo cho mình một logo này cũng khá là bắt mắt các bạn nhỉ. Và chúng ta có thể tùy biến những logo này bằng cách là chúng ta chỉnh sửa từng bản version 1 để tạo ra một cái logo hoàn chỉnh hoặc một cái bức hình hoàn chỉnh mà chúng ta mong muốn. Ở đây thì mình có soạn ra cho các bạn là full hướng dẫn sử dụng Misery ha, AI Art Studio hot nhất hiện nay. Và ở đây thì các bạn có thể thấy được là từng bước một chúng ta làm như thế nào để chúng ta sử dụng con Misery này. Thì ở mình hướng dẫn ở đây các bạn có thể tạo ra những đoạn chat liên quan đến cái imagine chẳng hạn. Cái câu lần này nó như thế nào thì mình đã tổng hợp vào đây hết rồi các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ có thể sử dụng câu lệnh search supplier. Đây chính là câu lệnh mà chúng ta đăng ký cái thông tin để chúng ta sử dụng cái bản pro của nó các bạn nhé. Thì đối với cái con Misery này nó sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản dùng thử. Thì đối với phiên bản dùng thử chúng ta sẽ được sử dụng đâu đó tầm khoảng 25 bức hình chúng ta yêu cầu. Còn lại nếu chúng ta muốn nó tạo cho chúng ta nhiều bức hình hơn thì chúng ta cần tạo nhiều cái tài khoản Discord hơn để join vào room. Như vậy là chúng ta có thể tạo được nhiều bức hình.
Vậy ở đây chúng ta có thể thấy được là đối với cái tài khoản mà trả phí á, thì chúng ta sẽ phải trả phí là bao nhiêu để mình hiểu thêm thôi các bạn. Thì ở đây nếu mà với cái phiên bản basic plan là $8 trên mỗi tháng, và chúng ta sẽ tạo giới hạn đâu đó tầm khoảng 200 cái bản thiết kế ở trong một tháng, được chưa, và được access hết các cái tính năng này, được chưa. Hoặc là đối với cái bản mà tiêu chuẩn là $24 trên mỗi tháng thì chúng ta hầu như là không có giới hạn cái số lượng mà tạo ra các bạn, không giới hạn số lượng tạo ra. Và đến cái bản Pro á, thì chúng ta có thể thấy được là cái số lượng AI picture nó tạo ra nó cũng cao hơn các bạn. Và ở đây là một vài cái bản mà chúng ta có thể xem xét thôi các bạn, có thể xem xét để có thể sử dụng. Còn đâu đó thì mình cũng đang sử dụng bản miễn phí ở trên Midjourney để chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấm ở trên Midjourney các bạn nhé. Vậy thì đối với Midjourney, cái AI Art Studio này thì chúng ta có thể sử dụng nó để kiếm tiền như thế nào? Chúng ta có thể qua cái nền tảng Fiverr. Thì ở trên nền tảng Fiverr này họ đã trực tiếp tạo ra một cái tab gọi là AI Service. Thì ở trên AI Service này nó sẽ có là ChatGPT Application hoặc là Midjourney Active. Đấy các bạn. Vậy thì chúng ta có thể tạo ra một cái dịch vụ mới Twin ở trên này và tạo ra những dịch vụ ví dụ như là tạo ra được những cái mẫu hình ảnh để quảng cáo cho các nhãn hàng khác nhau, hoặc là chúng ta có thể tạo ra được những cái logo với hầu hết các lĩnh vực khác nhau, hoặc là chúng ta có thể tạo ra những cái mẫu thiết kế, mẫu art phục vụ cho game hoặc là vân 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 ở trên Fiverr đều được các bạn nhé. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng Midjourney để phục vụ công việc kinh doanh hiện tại của chúng ta, nâng cao cái hiệu suất làm việc của chúng ta lên gấp 10-20 lần so với thông thường và tối ưu được chi phí nữa các bạn. Và thông qua cái video này thì mình cũng hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cái thông tin hữu ích liên quan đến con AI Art Studio này, đó chính là Midjourney, và các bạn có thể ứng dụng nó áp dụng cho công việc kinh doanh và vào cuộc sống của bạn để giúp cho các bạn có được những trải nghiệm thú vị cũng như là kiếm được tiền trong năm 2023. Và nếu như tất cả những cái điều mà Thuật chia sẻ trên nó cảm thấy hữu ích với các bạn thì nhớ cho Thuật một like và đăng ký kênh đón xem những video mới nhất mỗi khi Thuật ra mắt các bạn nhé. Thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo.